Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn các công đoạn một người thợ vận hành của nhà máy xi măng Nghi Sơn sử dụng xe HD, cũng như giới thiệu với các bạn các công đoạn đường đi cũng như là khai trường từ nơi chất tải đến nơi đổ tải, cũng như là cách sử dụng phanh của xe HD đối với thợ vận hành của nhà máy xi măng Nghi Sơn mà tôi là người hướng dẫn cho các bạn đó, và các bạn đó thực hiện một cách gì rất là chuyên nghiệp, từ công đoạn lấy xe từ nhà đến công trường lấy tải và đến công trường đổ tải, cũng như cả công đoạn vận hành. Sau đây các bạn mời các bạn cùng xem. Các bạn đều biết là công ty xi măng Nghi Sơn là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tập đoàn của Marubeni, một đơn vị mà có thể nói là sử dụng xi măng, sử dụng xe HD cũng như sử dụng các thiết bị khác một cách hiệu quả nhất, đặc biệt đối với xe HD. Tại thời điểm tôi đang khảo sát đây thì xe này đã sử dụng được 15.000 giờ rồi. Xe được mua từ công ty Komatsu vào năm 2011. Đến thời điểm này phải nói là xe rất là tốt. Ở trên màn hình các bạn, đây là công trường số 8, tức là bãi lấy tải số 8. Bãi này đó là bãi đá được lổ mìn trước khi cho xe chúng ta vận hành cũng như là khai thác. Việc sử dụng xe hiệu quả đã làm tăng lên cái kinh tế của công ty, cũng như tăng cái hiệu quả sử dụng xe đâm chắc HD của Komatsu. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn cái công đoạn ở công trường của nhà máy xi măng ở Nghi Sơn, mỏ 8. Ở đây chúng ta đang chạy xuống dốc, xe đang có tải. Chúng ta bật chế độ công suất P. Các bạn thấy đường của họ rất là sạch sẽ, không có đá rơi. Ở đây có một quy định, đó là xe nào mà có mà đánh rơi đá thì người lái xe ở đó phải đỗ xe và nhảy xuống nhặt. Các bạn thấy không, đường rất là sạch. Ở đơn vị xi măng Nghi Sơn này họ tuân thủ một cách rất là triệt để cái quá trình quy trình vận hành xe cũng như là quy trình sử dụng phanh. Đặc biệt trong quá trình đổ tải, lấy tải, họ đều thực hiện đúng với quy trình sử dụng phanh, đó là bật phanh đỗ và nhả phanh giả. Như vậy là xe đã di chuyển từ bãi lấy tải đi hết cung đường đất đến cung đường xi măng và chuẩn bị vào mong để đổ tải. Tại thời điểm khảo sát này, xe đã chạy được 15.000 giờ rồi nhưng mà còn hầu như là mới, không có một chút gì gọi là hỏng hóc. Như vậy các bạn thấy xe chúng ta từ từ vào trong bong để đổ tải. Ở đây có một chú ý đặc biệt, đó là cái bong này ở phía đầu bong nó hơi bị dốc. Do vậy người thợ vận hành phải theo đúng quy trình là họ phải gì đóng phanh gỗ để trong quá trình đổ tải, nhưng bởi vì bong dốc xe có thể bị trôi cho nên họ chưa khắc phục kịp, cho nên họ đã phải sử dụng phanh giả kết hợp một chút, không thì xe bị trôi đó. Các bạn nhìn thấy không, họ vào phanh giả một chút.
Sau khi tôi kiểm tra thì ở phía dưới đúng như thế thật. Bởi nếu không đợi không không đóng phanh gà thì xe của chúng ta có thể bị trôi. Bởi vì quá trình lên men nó rất là khập khập khiễng. Và cái xe này phanh đỗ, khi kiểm tra phanh thì cũng gọi là đạt giới hạn tiêu chuẩn. Như vậy chúng ta đã đổ xe xong và chúng ta thì thực hiện đi về bãi lấy tải. Lúc này chế độ công suất của chúng ta đặt ở chế độ E. Chúng ta bật công tắc lên và trên đường đi các bạn sẽ thấy là họ chỉ sử dụng phanh gà bằng tay để phanh. Đặc biệt người lái xe ở đây cũng phải như tôi đây là phải đội mũ bảo hiểm. Ngoài thắt dây an toàn ra còn phải đội mũ bảo hiểm. Các bạn nhìn thấy ông xe rất là sạch. Xe có cả bộ đàm để thông báo cho xe trước, xe sau nếu họ có phát hiện ra xe của chúng ta có vấn đề gì. Ngày hôm nay tôi khảo sát thì hầu như là rất là ít xe, bởi vì nhà máy đang đóng cửa để bảo dưỡng, vì vậy chỉ có một số xe phải chạy thôi. Không, bình thường sẽ có 3 xe đều 3 ca đều làm việc. Tất nhiên mật độ của họ thì cũng không mức độ đông như là bên các công ty khai thác than. Bởi vì công ty khai thác than thì rất là nhiều các đơn vị cùng khai thác trên một tuyến đường. Do vậy cái điều kiện sử dụng xe nó cũng khác nhau. Chúng là chúng ta phải sử dụng phanh để tránh nhau nhiều. Còn ở đây thì chỉ có ở trong một của một đơn vị thôi. Cho nên cái việc mà tránh nhau thì hầu như là không có. Như vậy là xe của chúng ta đã quay lại cái vị trí lấy tải và chúng ta cũng sử dụng phanh gà để lấy tải. Sau đó nhả phanh gà ra, đóng phanh đỗ để chờ lấy tải. Như vậy quy trình của chúng ta rất là chuẩn. Và họ đã áp dụng một cách rất là chuẩn. Chúng tôi không có một claim hoặc nhận xét xấu nào. Tôi nghĩ đơn vị Nghi Sơn là một hình mẫu cho tất cả các đơn vị khác chúng ta cùng học tập. Sau đây tôi xin cung cấp một số thông tin thêm về đợt khảo sát ở đơn vị xi măng Nghi Sơn. Xe HD, cách sử dụng phanh. Thứ nhất là tốc độ của xe chạy từ khoảng 30 km đến 35 km/h. Xe có tải nhỏ hơn 30 km/h, xe không tải chạy nhỏ hơn 35 km/h, zoom size khoảng cộng trừ 10%. Tốc độ, độ dốc và giải dốc khoảng từ 10 đến 15%, chiều dài của dốc khoảng 3 km. Xe chuyên chở đúng tải trọng, dung size khoảng cộng trừ 10%. Xe được mua vào năm 2010 và đi vào sử dụng chính thức vào năm 2011. Tại cái thời điểm khảo sát thì xe đã được sử dụng khoảng 14 đến 15.000 giờ. Và xe tình trạng xe rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Các bạn nhớ đăng ký và có câu hỏi thì viết ở phía dưới hoặc gửi về địa chỉ lơi.comasu@gmail.com để tìm hiểu kỹ hơn về máy
Komatsu, tất cả các loại máy, và tìm hiểu chuyên sâu hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.